Chào bạn, thầy làm cho bạn một câu được trích trong đề thi vào lớp 10 chuyên hóa của Trần Hưng Đạo, tỉnh Bình Thuận, năm học 2020-2021. Ở đây bạn hỏi câu 2.2. 2.2 của chúng ta như sau. Chúng ta đọc đề đi. Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp khi X gồm hydrocarbon A và B đều là mạch thở. Mạch thở thì chúng ta sẽ gặp 3 trường hợp hay gặp, đó là ancan, anken, ankin. Thì thu được CO2 và nước. Nếu thêm vào X1 nửa lượng A một lượng lượng A có trong X, rồi đem đốt cháy hoàn toàn thì thu được CO2 và nước. Biết rằng X có khi cho X vào brom thì lượng brom phẩm là 16 gam. Xác định công thức phân tử của A và B và cho biết các phần sẽ ra hoàn toàn. Rồi Hải ơi, trước khi em hỏi thì thầy hỏi em câu này em đã làm bài chưa? Hãy làm con này cho Hải ơi. Rồi, bây giờ chúng ta xử lý như sau này. Đầu tiên chúng ta đi tính cho thầy mol CO2 và mol nước do hỗn hợp bị cháy X này. X gồm có hai hydrocarbon là A và B. Thực hiện phân cháy thu được CO2 và nước. Tại đây em tính cho thầy mol CO2 bao nhiêu, mol nước bao nhiêu. Lấy 15,68 chia cho 22,4 0,7 mol. Mười sáu phẩy hai chia cho 18 0,9 mol. Chúng ta thấy mol nước lớn hơn mol CO2. Cho nên trong hỗn hợp này có chứa ancan. Được chưa? Mới đứng dậy rồi nè. Tiếp. Bây giờ người ta nói như thế này. Nếu thêm vào X một nửa lượng A có trong X, rồi đem đốt cháy hoàn toàn thì thu được CO2 và nước. Cho vậy đây hỗn hợp mới của chúng ta bây giờ nó không là X nữa, mình cho là hỗn hợp Y đi. Y này gồm có A và B. Bây giờ là hỗn hợp X á. Và người ta thêm một nửa lượng A vô. Tức là A bây giờ sẽ là 1,5. Hiểu vấn đề không em ơi? Cái đó mình có mol CO2 bằng bao nhiêu, mol nước bằng bao nhiêu. Hai mươi phẩy mười sáu chia cho 22.4 0.9. 21.6 chia 18 1,2. Chúng ta thấy trong trường hợp này mol nước như thế nào với mol CO2? Lớn hơn mol CO2. Đúng không em? Như vậy em ta khẳng định một lần nữa là trong A này, trong hợp X này có chứa chứa gì? Chứa ancan. Coi kiến gì không? Rồi, tiếp này. Biết rằng khi cho X vô dung dịch brom thì thấy khối lượng brom vẫn là 16 gam. Như vậy chúng ta sẽ tính được mol brom. Và trong trường hợp này mình sẽ xét hỗn hợp X có hai trường hợp. Nó gồm có ancan và anken hoặc là ancan và anken thế thôi.
Đó. Chúng ta đi tính mol brom bao nhiêu em ơi? 16 chia 160 là bằng 0,1 mol. Được chưa? Bây giờ xử lý như thế nào đây? Bây giờ trong hai chất A và B thì chất nào là ancan? Hương. Đúng rồi, vì sao? Hai, vì sao hai? Đúng rồi, khi mình thêm K vô thì nghĩa là dữ kiện đoạn sau này này, đoạn sau này ha. Là dữ kiện mà chúng ta khẳng định A là gì? A là ancan, hiểu không? Hiểu vấn đề không em? Bởi vì chúng ta khi chúng ta thêm một nửa A vô thì CO2 và nước đều tăng. Điều chứng tỏ là suy ra A là ancan. Bây giờ vì X chúng ta tác dụng với brom, hay là brom tác dụng với X thì suy ra gì? B là anken hoặc là ankin, hiểu không ạ? Anken hoặc ankin. Như vậy bài này để chúng ta làm nhanh thì chúng ta sẽ xét cho thầy hai trường hợp. Trường hợp 1, hỗn hợp chúng ta gồm có ankan CnH2n cộng 2 và ankan CmH2m. Rồi, ở đây chúng ta đi tác dụng oxy thì thu được CO2 cộng H2O. Đi tác dụng oxy thu được CO2 cộng H2O. Đây là N, N cộng 1. Bài N 1 oxy thì cộng 0,5. Đây là 3N thì chia 2 là 1,5N thôi. Rồi. Đây là M. Đây là M. Thì chỗ này là 1,5M. Bởi các phương trình của anh Ken nữa. Thì nói ý tưởng các bạn đã làm được không? Được mày ơi. Thầy nói ý hiểu cho. Còn đi thi chúng ta dựa vào lời thầy nói, chúng ta trình bày ra ý cho nó rõ. Rồi. Bây giờ chúng ta nghe kỹ. Ở đây số mol brom có là 0,1 mol. Thì chúng ta tính được mol của anh Ken là 0,1. Anh Ken 0,1. Thì CO2 đây là 0,1M. Nước đây là 0,1M. Được chưa? Bây giờ bạn nghe kỹ. Bây giờ em có thể dựa vào 0,7 hoặc 0,9 đều được. À, xin lỗi. Chúng ta có thể dựa vào x hoặc y là được, nhưng mà theo thầy là dựa vào x không dựa vào y nha. Và khi đó nó rắc rối chỗ 1,5A đó. Như vậy khi đó tổng số mol CO2 chúng ta có rồi nè. Tổng mà nước có rồi nè. Nha. Mình đặt cái số mol của thằng này là A mol đi. Chưa đồng đúng không? A thì đây là NA. Đây là NA cộng cho A. Như vậy khi đó mình sẽ có này. Em có mol CO2 là bằng NA cộng 0,1M và bằng 0,7. Đúng chưa? Còn mol nước là 0,9. Mol nước chúng ta là NA cộng 0,1M cộng A bằng 0,9. Đây. Rồi, bạn nghe kỹ. Bữa trước thì dạy bạn rồi, trong hỗn hợp nếu có CO2 và nước thì chúng ta sẽ tìm mối liên hệ giữa chúng bằng cách phương pháp trừ. Trong hai giá trị này thì nước lớn hơn CO2. Như vậy chúng ta lấy mol nước trừ mol CO2. Vế thay vế. Mol nước trừ mol CO2 thì hai này hết, hiểu không? Thì bây giờ nó còn lại là A.
09 trừ đi 07 còn là 02. Và thầy cũng đã nói các bạn rồi, khi chúng ta có máy này đúng không? Khi chúng ta có A rồi thì chúng ta sẽ tế vào biểu thức CO2. Biểu thức CO2 này. Cái đó chúng ta tìm mối liên hệ giữa M và N. Cái đó chúng ta sẽ có như sau. 0 Na A bằng 02. 02N cộng 0,1 M bằng 0,7. Tất cả chúng ta rút gọn hết bằng cách chia cho 1, 01 thì nó bằng 2N cộng 3M sơ cộng M bằng 7. Và chúng ta lưu ý, đối với mình gọi là anh can á, thì N lớn hơn hoặc bằng 1, còn anh ken là M lớn hơn hoặc bằng 2. Được không em ơi? Từ đây chúng ta sẽ cho M là bằng 7 trừ đi 2N. Và chúng ta lưu ý ở đây này, mấu chốt ở đây là người ta cho hỗn hợp khí. Đó. Nhớ thầy là hỗn hợp khí là số carbon chúng ta khá là khiêm tốn, từ C1 đến C4 là tối đa. Và đây là điều kiện để chúng ta khống chế là nghiệm. Cái câu này thì nó không khó, không khó. Có chút này. Bây giờ thầy sẽ N bằng 1 thì M bằng 7 trừ đi 2 nó bằng 5, trường hợp này loại. Bây giờ vì nó là thể khí mà. Nha. Thằng này sẽ là lớn hơn hoặc bằng 2 và nhỏ hơn bằng 4. Còn thằng này tương tự. Nhỏ hơn hoặc bằng 4 về thể khí. Tương tự N bằng 2 thì M bằng 3. 7 trừ 2 nhân 2 là bằng 3. Bằng 2 là C2H6. C3H6. N bằng 3. 7 trừ đi 6 là 1. M bằng 1. Hôm nay loại. Hai kiến gì không mày ơi? Giờ câu này dễ mà. Dễ hơn mấy câu của thầy nhiều luôn. Đúng không? Tiếp. Tiếp theo đó là gì? Chúng ta xét trường hợp 2. Hương hiểu không Hương ơi? Một thằng là anh can, một thằng là anh kiên. CMH 2M trừ 2. Có gì đâu khó. Thầy là bảo các bạn mấy câu thầy cho nó còn khó hơn này nữa. Nếu mà làm mấy cái đề chuyên với đề học sinh giỏi thì nhiều vô thì đi thi chuyên bình thường lắm. Thì nó quen thuộc. Còn nếu không làm thì nó sẽ khó. 1,5N cộng 0,5. 1,5M trừ 0,5. Rồi. Với vượng của anh Kinh nữa. CMH2M trừ 2 cộng brom. Do anh Kinh chúng ta có một liên kết 3, trong một liên kết 3 có hai liên kết bi, do đó cần hai brom tham gia. CMH2M trừ 2 Br4. Từ đây. Số mol brom có 0,1 mol chuyên. Thì mol thằng này là 0,05. 0,05. Chuyển tiếp. Số mol ở đây mình cho là amon. Rồi. Khi đó chúng ta sẽ có như sau. Ta có mol CO2 và mol nước. Mol CO2 là Na cộng 0,05M. Và bằng 0,7. Giống như trên thôi. Đây. Còn mol nước là 0,9 nha. Đây, Na cộng 0,5M. Cộng cho A
trừ đi 0,05 bằng 0,09. Như vậy em lấy mol, là 0,9 em nha, lấy mol nước trừ mol CO2 thì khi đó vế trái chúng ta bây giờ sẽ là gì? Vế trái bây giờ là A trừ 0,05 bằng 0,2. A trừ 0,05 bằng 0,2. Từ đây mình sẽ ra A bằng 0,25. Có nghĩa gì không em ơi? Dễ đúng không? Rồi. Khi đó chúng ta sẽ thế vào biểu thức CO2 nữa là xong. Các thấy cái câu này có gì đâu khó hại ơi. Ủa cái này thì cái bài này mình xem lại giúp thầy nha. Các hỗn hợp á, hydro carbon á, ta cho hết rồi mà. Hydro carbon hỗn hợp ta cho cực kỳ nhiều luôn á. Rồi tiếp. Như vậy chúng ta sẽ tương đương N cộng 2M. Xin lỗi, tất cả ở đây chúng ta đều chia hết cho 0,01 và 0,05. Tính đi, 0,25 chia cho 0,05 bằng 5. Từ đây em sẽ suy ra được M bằng 14 trừ đi 5N. Rồi chúng ta xét N. Nếu N bằng 1 thì M bằng, điều kiện thì giống như nãy em nhé, N chúng ta là lớn hơn hoặc bằng 1 và nhỏ hơn hoặc bằng 4. M tương tự, lớn hơn hoặc bằng 2 và nhỏ hơn hoặc bằng 4. 1, 14 mà chúng ta trừ đi 5 thì còn lại là 9, trường hợp này loại. N bằng 2 thì M bằng 14 trừ đi 10 thì còn lại là 4. Như vậy thằng này là C2H6, còn đây là C4H6. Nếu N bằng 3 thì M âm, do đó chúng ta loại. Rồi, đây là công thức phân tử nha. Yêu cầu chúng ta làm tìm công thức phân tử đúng không? Xác định công thức phân tử của A và B hết. Như vậy bài này sẽ có hai cấp nghiệm. Được chưa? Vậy yeah. Công thức phân tử của A và B là: Thứ nhất là C2H6, C3H6. Tiếp theo, C2H6 và C4H6. Rồi, các bạn có ý kiến gì về câu hỏi này nữa hay không? Thì đã thấy đó, nó rất là bình thường luôn em ơi. Quá là dễ luôn. Chưa bao giờ mà thấy câu nào cũng dễ như thế này luôn nha. Được chưa em ơi?